Thưa quý vị, sáng nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Bình chủ trì hội nghị việc ban hành luật sửa đổi đấu giá tài sản nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng và nhà nước về phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp hóa chuyên môn hóa của đội ngũ đấu giá viên tổ chức đấu giá tài sản chất lượng hoạt động đấu giá tài sản tại hội nghị các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật đấu giá tài sản hiện hành đồng thời cho ý kiến một số nội dung xoay quanh dự án luật lần này hướng đến xây dựng luật đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn khắc phục những hạn chế bất cập đảm bảo tính công khai minh bạch khách quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp hóa nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản